Coi của em anh cần không? Cầm pin. Điện cho bà ngoại, bà gọi bảo em đi rồi. Ở máy kia vừa gọi được 1-2 phút này. Bán cho tôi một củ cà rốt. Bán cho tôi một que kem. Thế tôi trả cà rốt này. Bán quả trứng này. Có quả trứng không? Cô có bán trứng không? Cái gì đây? Ấy. Thôi được rồi, bỏ vào kia. Thôi cho một quả trứng này.